Đây là một câu nhìn thì nó khó vậy thôi, nhưng nếu chúng ta biết cách tư duy, biết hướng đi thì nó rất là dễ và đặc biệt câu này xuất hiện trong đề thi cuối kỳ rất là nhiều lần nhé, cho nên các em lưu vào, sau đấy đăng ký kênh nữa để thầy có video mới thì các em biết. Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn đường kính AB. Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại E. Đây, có tứ giác ABCD nhá, AB này, CD này. Nó nội tiếp đường tròn đường kính phải là AB, được chưa? Tiếp theo, hai đường chéo AC và BD thì cắt nhau tại E. F là hình chiếu vuông góc của E trên AB. F là hình chiếu vuông góc, vuông góc thì phải ký hiệu vuông góc vào nhá. Đấy, ký hiệu xong ngoài Yêu cầu của đề bài là chứng minh cho tứ giác ADEF nội tiếp. A D E F nội tiếp. Dễ rồi, đúng không? Dễ 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 dễ. Chúng ta chứng minh cho góc này vuông nữa là hai góc này vuông đối nhau thì lập tức là nó sẽ là tứ giác nội tiếp. Ta có ý A nha. Như sau này. V vì cái góc ADB này vì góc ADB nó là góc nội tiếp chắn chắn cung AB nhá mà nhớ là cái AB là đường kính thì cung AB là nửa đường tròn đúng không cho nên suy ra ta sẽ có góc ADB sẽ bằng 90 độ cái này là tính chất của góc nội tiếp được chưa Thầy xin phép viết tắt cái chữ góc nội tiếp nhá có góc này bằng 90 độ chưa rồi tiếp theo nhá ta có này có EF vuông góc cả AB. Cái này giả thiết cho. Cho nên suy ra góc EFA của mình cũng bằng 90 độ. Chuẩn chưa? À, hai góc này ở vị trí đối nhau bằng 90 độ thì lập tức tứ giác kia nó là tứ giác nội tiếp. Suy ra nha, suy ra góc ADB cộng với cả góc EFA f A, e, f, A sẽ bằng 180 độ đúng không? Mà hai góc này là hai góc đối nhau ở trong tứ giác mà hai góc này đối nhau. Cho nên suy ra ta sẽ có tứ giác A D E F là tứ giác nội tiếp. Được chưa chuẩn chưa? Cái này theo tính chất của tứ giác nội tiếp nhá, rất là dễ đúng không? Ý A nó chỉ đơn giản vậy thôi. Tiếp theo ý B nhá, trông nó đơn giản thế thôi nhưng nếu các bạn muốn làm được thì phải có skill. Gọi N là giao điểm của CF và DB. Gọi N này. là giao điểm của CF. Đấy cứ nối CF thôi, đúng không? DB có sẵn rồi thì đây sẽ là N. Được chưa? Đây sẽ là N. Và góc này chắc chắn không phải góc vuông đâu đấy nhá, không bao giờ là góc vuông. Chứng minh cho BN nhân ED. BN này đây để thầy vẽ này đây 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 bn được chưa à, nhân với cả gì bn nhân với ed nhân với ed này ui xa tít mù tắp bn nhân với ed sẽ bằng bd nhân n bằng b d nhân với cả n hoài không tự dưng cho như này thì làm sao mà đáp ứng được đúng không? Thế thì chúng ta sẽ phải tư duy trước. Thầy hướng dẫn các bạn nhá. Mình sẽ có từ cái hệ thức này này, nếu muốn có cái này đúng không? Thì dĩ nhiên chúng ta bắt buộc sẽ phải có cái BN chia cho BN chia cho BD. Được chưa? BN chia BD bằng với cả N chia cho ED. Các bạn công nhận không? Từ cái này chúng ta nhân chéo lên thì sẽ có cái này thôi. Vậy tóm lại chúng ta có cái này. Cái này nó được sinh ra từ những cái gì các em? Mình sẽ phải tư duy nhá. Nào, tam giác đồng dạng này. Được chưa? Đúng không? Mình phải nghĩ đến là thứ nhất là tam giác đồng dạng thì có được không? Thì option thứ hai đấy là gì? Đấy là những cái cặp hệ thức lượng, đúng không? Hệ thức lượng, hệ thức lượng thì bản chất đó là tam giác đồng dạng. Được chưa? Tiếp theo nữa này. Tiếp theo nữa là gì? Mình phải nghĩ đến một cái option nữa trong cái trường hợp này rất là hay, đúng không? Đấy là phân giác. Tính chất của đường phân giác nhá. Thế thì tam giác đồng dạng nào? Nếu như chúng ta thấy là BN chia cho BD, BN chia cho BD đây, đúng không? BN chia BD, ok cũng có tí logic. EN chia cho ED. EN chia cho ED. Có được không? Ờ. À, nhìn nó cứ làm sao ấy nếu như chúng ta chứng minh đồng dạng thì chả thấy tìm thấy cái tam giác nào đồng dạng cả đúng chưa hoặc là hệ thức lượng thì chắc chắn là không à cái này chắc chắn là không không có hệ thức lượng đâu đồng dạng thì hơi khó rồi thế bây giờ thầy sẽ chứng minh theo phân giác nhá chứng minh theo phân giác nhá tại vì như này này ở đây các bạn để ý này bn chia cho bd này bn chia cho bd nó bắn xa như này chỉ có phân giác thôi còn EN chia cho ed EN chia cho ed bắn từ trong bắn ra thì có thể nó sẽ là phân giác trong Đúng không? BN chia BD là phân giác ngoài Bắn từ ngoài bắn vào này Còn EN chia cho ED bắn từ trong bắn ra Vậy thì bây giờ nhá Nếu muốn bắn được từ trong bắn ra như này này Chúng ta nối FD gái Chúng ta chứng minh cho cái này là phân giác Được chưa? F1 bằng F2 Nhá Chứng minh cho F1 bằng F2 Thì lập tức ta có là EN chia cho ED bằng FN chia cho FD đúng không? Bản chất nó bằng FN chia cho FD như này. Và nhá, FN chia cho FD nó có thể bằng BN chia cho BD nếu như FB nó là phân giác ngoài của cái này. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi mà chúng ta nối thẳng cái này ra này. Nối thẳng cái này ra này. Đấy, thì chúng ta cũng sẽ có cái góc này góc 3 này nó bằng cái góc 4 này. Thì là lập tức bài này hoàn thành. Đúng không các em? Ơ ờ, dễ mà. Nếu chúng ta biết cách tư duy đi theo cái lối này nó rất dễ. Đấy tính chất của đường phân giác thôi. Bắt tay vào làm luôn nhá. Rồi, theo ý A nhá. Chúng ta thấy cái f này là tứ giác nội tiếp đúng không? Thì F1 với cả góc A1 này sẽ bằng nhau. Đúng không? Theo ý A. Được chưa? Thì suy ra chúng ta sẽ có là F1 sẽ bằng góc A1 đây hoàn toàn là góc nội tiếp được chạy hão này góc nội tiếp cùng chắn cung cùng chắn cung DE đúng không rồi tương tự như thế các em sẽ chứng minh cho cái góc f 2 này này bằng góc b b một này bằng cách nào rồi chúng ta sẽ đi chứng minh cho tứ giác BCED à BCEF nội tiếp chứng minh nhá. BCEF là tứ giác nội tiếp bằng cách nào? Bằng cách là góc này vuông này, góc này cũng chắn nửa đường tròn giống hệt như chứng minh cho ADEF thôi, được chưa? Ở à, chứng minh tương tự nhé. BCEF là tứ giác nội tiếp thì có phải suy ra ta sẽ có góc F2 sẽ bằng góc B1 không? F2 bằng B1 này. Do là gì? Góc nội tiếp cùng cùng chắn cùng chắn cung EC đúng không các em đó à, đây là hai góc nội tiếp cùng chắn cung EC được chưa mà cái góc B1 với cả góc A1 này này mình xét ở tam giác to này nó lại là góc nội tiếp chắn cung DC ấy mà mà góc A1 thì lại bằng góc B1 do là gì do cũng là góc nội tiếp mà cùng cùng chắn chắn cung DC đúng không cho nên ta có một rổ bằng nhau này à, bắt bắt nhá bắt nhá bắt nhá mục đích của mình là chứng minh cho f1 bằng f2 đúng không f1 đây này bằng f2 rồi a1 thì mình có bằng b1 đây thì chắc chắn là f1 sẽ phải bằng f2 thôi đúng không vậy suy ra một cái to nhất là góc f1 bằng góc f2 các bạn công nhận không mà một khi f1 bằng f2 thì fe là phân giác suy ra là có fe sẽ là phân giác của của góc dfn của góc DFN. Mà theo tính chất của đường phân giác nhá, thì chúng ta sẽ suy ra là gì? FN chia cho FD sẽ bằng gì? Sẽ bằng mình bắn ở trong bắn ra này, đây nhá, FN chia FD này bằng EN chia cho ED bằng E N chia cho ED Cái này chúng ta học lớp 6 hay lớp 7 hay lớp 8 gì đấy rồi nha Được chưa? N chia cho ED Thế thôi, đơn giản một cái. Đây là tính chất của đường phân giác. Tính chất của đường phân giác. Chuẩn chưa? Tiếp theo nhá, chúng ta sẽ chứng minh cho FB là phân giác ngoài, mất công đấy nhá, mất công đấy nhá bằng cách nào? Xem góc này là góc F5 đi. Đúng không? Vì F2 cộng F3 bằng 90 độ này. Đấy, vì F2 cộng F3 bằng 90 độ này mà mà F1 thì lại bằng F2. Trong khi đấy trong khi F1 cộng với F5 cũng bằng 90 độ cộng với F5 cũng bằng 90 độ thì dẫn đến là F3 này nó sẽ phải bằng F5 thôi đúng không Tại vì F1 bằng F2 hai hôm này bằng nhau hai hôm này bằng nhau à, kết quả cộng lại bằng nhau thì dẫn đến là F3 sẽ phải bằng F5 nha yeah. suy ra F3 bằng F5 được chưa F3 sẽ bằng F5 Mà F4 với F5 này nó đối đỉnh Cho nên là suy ra ta sẽ có là F3 bằng F4 Và chúng ta lại cũng suy ra được là FB là phân giác ngoài Đấy, FB sẽ là phân giác ngoài của của góc phân giác ngoài của góc DFN tiếp thôi của góc DFN được chưa các em Thế thôi, rất là đơn giản Mà một khi đã là phân giác ngoài rồi Thì chúng ta lại suy ra tiếp là Fn chia cho Fd Nhá, đã là phân giác ngoài Thì vẫn cứ là Fn chia Fd Bắn từ ngoài bắn vào này Bằng Bn chia cho Bd Bằng Bn chia cho Chia cho Bd Được chưa các em? Đây là tính chất Phân giác ngoài Tính chất phân giác ngoài Được chưa? Và chúng ta sẽ kết hợp cái này với cái này 1 với 2. Từ 1 và 2 thì suy ra chúng ta sẽ có là N chia cho ED. Đúng không? Bắt cầu bằng cái này này. Nhá, bắt cầu bằng cái này này. N chia ED sẽ bằng BN chia cho chia cho BD và từ đây chúng ta sẽ suy ra là N nhân với cả BD bằng bằng BN nhân ED. Chuẩn chưa? điều phải chứng minh các em nhé